Ngày 4 tháng 12, đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi họp báo kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự họp báo có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện các sở ban ngành, cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương. Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 12 tại hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh. Kỳ họp sẽ xem xét, thảo luận trên 40 báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan tư pháp của tỉnh trình, trong đó có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến vai trò giám sát của cơ quan dân cử ở địa phương và có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2021 cụ thể hóa mục tiêu nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét kiện toàn công tác cán bộ theo thẩm quyền. Dự kiến sẽ có 38 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này, trong đó có 10 nghị quyết về công tác cán bộ. Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng trả lời một số vấn đề liên quan đến công tác tổ chức kỳ họp và các nội dung được xem xét, quyết nghị tại kỳ họp phát biểu kết luận thường trực hội đồng nhân dân tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí tuyên truyền phản ánh đầy đủ chính xác kịp thời về kỳ họp và hoạt động của hội đồng nhân dân tỉnh để cử tri nhân dân trên địa bàn tiện theo dõi nắm bắt qua đó góp phần làm nên thành công chung của kỳ họp